みなさん、こんにちは。こんにちは、まんぐる。はい、ほんない、ちゅんたばんせい、こうんやお、日本で働く外国人が165万人以上になる。今までで一番多い。厚生労働省の去年の調査によると、日本で働いている外国人は、10月31日に、 165万8804人いたことが分かりました。前の年より19万人ぐらい増えて、今までで一番多くなりました。中国から来た人が一番多くて42万人ぐらいでした。次がベトナムで40万人ぐらい、その次がフィリピンで18万人ぐらいでした。日本に住むための資格は日系人や 日本人の家族が一番多くて53万人ぐらいでした。次が技能実習生で38万人ぐらいで、前の年より24%増えました。厚生労働省は、大勢の外国人が日本で働くことができるようにしたためだと思います。外国人が安心して働くことができるようにしたいです。と話しています。 Hay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung cụ thể của bài báo này. Trước tiên sẽ là phần tiêu đề. Nihon hataraku cử độc ga 165 man nin ý ni naru. Ima de ichiban Ôi Tiêu đề rất là đơn giản và cũng rất là cụ thể rõ ràng rồi đúng không? Chúng ta có từ hataraku <Nhạch> là làm việc này. gai <Nhạch> jin là người nước ngoài rồi đúng không? Ijo <Nhạch> là hơn đúng không? Ngoài ra thì cũng không có gì bang <Nhạch> là nhất rồi đúng không nào? Vậy thì cái này sẽ là gì nhỉ? Ở đây là chủ ngữ này. Số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật thì đã vượt mốc 1 triệu 650 nghìn người và trở thành con số lớn nhất từ trước đến giờ. Cô Sê Đồ Đô 10月31日に165万8804人いたことがわかりました. Từ vựng thì chúng ta thấy ở đầu tiên, cái cụm đầu tiên Cô Sê Đồ Sổ chính là Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Xã hội. Tiếp theo, kyo nên là năm ngoái này Chô sa là gì nhỉ? Chô sa chính là điều tra đúng không? À, ngoài ra thì cũng không có từ vựng gì nữa Mẫu câu chúng ta thấy có mẫu câu nhí yêu đựng tố Danh từ cộng với nhí yêu đựng tố hoặc là nhí yêu đề bà nữa nhé Nhí yêu đề bà Chất dịch là dựa theo hoặc là theo như Sử dụng khi muốn nói về cái nguồn thông tin mà mình đã biết Và cái danh từ ở đằng trước này chính là cái nguồn thông tin nhé mọi người nhé theo như một cuộc điều tra vào năm ngoái của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi xã hội của Nhật đã cho biết Wakarimashita, đúng không? Cho biết điều gì? Cho biết điều ở trong ngoặc này đúng không? Chính là số lượng người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản tính đến ngày 31 tháng 10. Ngày 31 tháng 10 đây là năm 2019 mọi người nhá Thì con số là bao nhiêu đây? 1.658.804 người. Được chưa nhỉ? Hãy câu tiếp theo này. 前の年より19万人ぐらい増えて今までで一番多くなりました 増える là tăng lên này đúng không? 前の年 là năm trước より ở đây chính là mẫu câu so sánh hơn kém Vậy thì ở đây là gì nhỉ? Tăng bao nhiêu? 190.000 người so với năm trước và trở thành con số lớn nhất từ trước đến giờ Ok, chính là lặp lại cái phần uh, nội dung của tiêu đề thôi nhé 次がベトナムで40万人ぐらいその次がフィリピンで18 Ở hai câu này chính là cái phần liệt kê về những quốc gia có số lượng lao động làm việc tại Nhật Bản đông nhất, đúng không? Đầu tiên chiếm vị trí đầu tiên đó chính là Trung Quốc với khoảng bao nhiêu đấy? 420.000 người. Tiếp theo, xếp về vị trí số 2 chính là Việt Nam với khoảng 400.000 người và xếp ở vị trí số 3 chính là Philippines với khoảng 180.000 người. Ok, rất là đơn giản, cái này rất là đơn giản rồi đúng không? Ở đoạn tiếp theo này, Nhi hôn nhị sứ mự. Sứ mự thả mê nộ sĩ kác wa, Nhi kê xin ga tệ, Chúng ta có từ sứ mự là sống này, sĩ kác là tư cách. Tư cách, thân phận. Ok, tiếp theo từ Nhi kê xin Nikkejin chính là những người nước ngoài nhưng mà là gốc Nhật Chúng ta có thể gọi là Nhật Kiều nhé Nihonjin no kazoku chính là cái dạng visa người thân Có thể là vợ hoặc là chồng của người Nhật hoặc là con cái gì đó nhá Tiếp theo, Gino Jishise từ này thì chắc là khá là quen thuộc rồi Chính là thực tập sinh kỹ năng đúng không? Gino là kỹ năng này Jishise là thực tập sinh Được chưa? Ngoài ra thì không có gì e đự, chúng ta vừa gặp rồi là tăng rồi đúng không? Ở phần trên thì nói về những quốc gia có số lượng lao động làm việc tại Nhật đông. Ở phần dưới thì nói về tư cách lưu trú tại Nhật. Cái dạng visa nào là nhiều đúng không nào? Nói về những cái loại tư cách để lưu trú tại Nhật chính là cái dạng visa nhá. Thì chiếm nhiều nhất chính là hai dạng gì đây nhỉ? Đầu tiên chính là Nhật Kiều, những người nước ngoài có gốc Nhật. Và dạng thứ hai chính là dạng visa người thân. Ok. Chiếm khoảng 530.000 người Tiếp theo, xếp sau những dạng visa ở trên không? chính là dạng visa thực tập sinh kỹ năng với khoảng 380.000 người và đã tăng 24% so với năm trước. Ok, hãy tập cuối cùng. Cô xế lộ lộ sổ là ố dêの外国人が日本で働くことができるようにしたためだと思います. Gai koku jin ga an shite hataraku koto ga dekiru yoni shitai desu. imasu. Chủ ngữ ở đây chính là Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Xã hội thì đã phát biểu. Ở trong ngoặc này chính là điều mà họ đã họ đã nói, họ đã phát biểu đúng không? Chúng ta thấy từ vựng ở đây có từ OJ là nhiều này. Ngoài ra có từ an xin thì là yên tâm. Về mẫu câu chúng ta có vê đự, cô tổ gái đề kỳ dự đúng không? Là gì nhỉ? Có thể có khả năng làm gì đó. Và mẫu câu tiếp theo là vê dự nhiều nghị sự dự chính là nỗ lực cố gắng làm gì đấy. Câu đằng trước chúng ta đã dịch là gì nhỉ? Chúng tôi cho rằng để đạt được một con số lớn như thế, tức là số lượng lao động nước ngoài lớn như vậy, thì tất cả là nhờ có những sự nỗ lực, à, những cái biện pháp đã được tiến hành để giúp nhiều người nước ngoài hơn nữa có thể làm việc tại Nhật Bản. Và chúng tôi cũng mong muốn là, nhí style đúng không? Mong muốn là có thể tạo ra được một môi trường làm việc tốt hơn để những lao động nước ngoài, những lao động nước ngoài này, có thể yên tâm làm việc tại Nhật. Ok? Như thường lệ phần cuối cùng sẽ là phần ôn lại một số từ vựng nhé. Từ vựng đầu tiên chính là cô xe đô đô là bộ y tế lao động và phúc lợi này. Số 2 cho xa cho xa điều tra. Số 3 chỉ các cự chỉ các cự là tư cách này, bằng cấp này, địa vị hoặc là thân phận tùy vào từng trường hợp chúng ta sẽ dịch khác nhau nhé mọi người nhé. Số 4 là gino no gì siêu xe là thực tập sinh kỹ năng này, gino no gì xe, ok. Số 5 là oze là, là nhiều này, Cuối cùng số 6, an xin là yên tâm. Hãy vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài đọc báo ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé. Bye bye!